Chào bác nhá, hôm nay cửa hàng Mai Trang về được con máy thổi lá đeo vai hàng 4 thì Robin rất là đẹp nhá. Con này thì là hàng mà cho các bác thổi lá chuyên dụng, thổi lá điều, lá cao su, thổi công trình các kiểu. Các bác đang tìm kiếm con máy công suất lớn nhá. Con này là được trang bị công suất rất là lớn, 75cc, hàng 4 thì, hàng động cơ là xăng riêng nhớt riêng, không phải pha xăng pha nhớt nhá. Đó, vận hành như một chiếc xe Honda rất là ngon. Đó, đây là một con thổi lá này. Được trang bị là công suất rất là lớn cho các bác nhá. Đấy. Đi theo máy sẽ là một cái trọng lượng là đi tầm 9 kg nhá. Nhưng yên tâm các bác đã đeo trên vai rồi. Và những cái động cơ này thì cực kỳ là nhạy nổ cho bác luôn. Chạy siêu tiết kiệm nhiên liệu. Chụp giật của nó được trang bị chụp giật là trợ lực lớn này, cho các bác giật máy nó nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt đứa các bác có tuổi rồi hay là các bác phụ nữ nhá, các bác đeo lên trên vai thì vận hành rất là dễ dàng. Con này thì bao các bác là khi các bác thổi công trình này, thổi lá điều, lá cao su này, lá sầu riêng này, hay là thổi những cái nơi công cộng thì cực kỳ sướng luôn, cực kỳ là êm. Ống á của nó rất là dài nhá, dài lên tới là đi tầm 1,5 m luôn này, rất là dài luôn, rất là thuận tiện cho các bác khi các bác thổi nhá. Đứng ở khoảng cách xa, thổi xa thì nó không bị bụi bẩn lắm nhá các bác nhá. Máy này thì đẹp đến 9 nút cho các bác luôn nhá. Đẹp 9 nút cho các bác luôn, hàng Robin. Con này thì sức gió của nó thì chắc kinh khủng khiếp rồi, rất là mạnh, 75cc cơ mà. 75cc thì mạnh hơn cả con cưa luôn. Rất là mạnh các bác nhá. Đó, con này vận hành rất là êm ái luôn, rất là nhạy nổ nhá. Máy móc này, liền lạc, bao liền lạc không bể vỡ cho các bác nhá. Đó. Bên em bán hàng thì có ship hàng toàn quốc cho các bác, ship toàn quốc cho các bác nhá. Đó. Như con máy này thì em báo giá công khai là đi 3 triệu đồng, 3 triệu đồng bao phí ship toàn quốc cho bác nhá. 3 triệu đồng ship đến tận nhà cho bác nhá. Đó. Quá đẹp luôn này. Rồi, em sẽ test nổ con thổi lá chuyên dụng này cho bác nhá. Đấy. Giờ thì nó rất là nhạy nổ, rất êm luôn. Rất là êm, rất là nhạy nổ luôn. Máy móc thì hàng 4 thì bao khói cho bác hết nhá. Dòng này thì chạy siêu lợi xăng rồi, siêu lợi xăng rồi. Đó rồi, ok. Thì em xin phép kết thúc clip tại đây. Anh em quan tâm sản phẩm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976 123 370 nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.